Và muốn mua sờ kim giống hero team. Và muốn mua áo dài quên mini world. Áo dài áo đẹp tới mini world. Mini world wow. Mini world wow. Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, mua ngay áo dài tại mini world để giống hero team các bạn ơi. Welcome back. Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series Vùng Đất Chết nha anh em. Ok. Thì trong những tập trước có rất là nhiều bạn đã bình luận bảo mình rằng là: anh ơi, tại sao anh lại không xây cánh cổng địa ngục, sau đó anh đi giết rồng đi, mà anh xây mấy cái cổng gọi là bí ngô dưa hấu làm cái gì, nó phí mấy cái đá dịch chuyển lắm. Cho nên mình nghĩ là cũng đúng nha. Tại sao mình lại không xây cổng địa ngục xuống đó mình giết rồng ta? Bởi vì bây giờ hiện tại là mình cũng đã có được kiếm kim cương nè, có giáp kim cương luôn rồi, mình khá là mạnh rồi. Tại sao mình lại không đi giết rồng, đúng không? Hợp lý quá. Cho nên hôm nay mình quyết định rằng mình sẽ xây một cái cổng địa ngục, sau đó mình sẽ đi xuống dưới địa ngục và giết rồng anh em ơi. Và hiện tại thì mình đang có gọi là 16 cái khung cổng lòng đất ở đây nè. Nhưng mà cái khung cổng lòng đất này á thì chưa đủ để có thể xây một cái cổng địa ngục. Muốn xây cổng địa ngục chúng ta cần phải có đá dịch chuyển đó. Vậy thế nên là bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phải dành thêm một số thời gian để mình đi giết mấy con người lòng đất, sau đó mình kiếm được mấy khối đá dịch chuyển, mình đem về mình gắn vô giống mấy cánh cổng này nè anh em. Đó, chúng ta có thể đi qua được bên thế giới địa ngục đó. Ok, bây giờ cho nên là bây giờ mình nghĩ là mình sẽ phải đợi cho trời tối rồi mình sẽ đi giết bọn nó. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ xây cái cổng địa ngục trước ra đi. Ok, bây giờ cổng địa ngục chắc là mình sẽ xây trong nhà mình nha. Xây trong nhà trước cho nó đẹp. Rồi để mình xem coi. Bây giờ cổng địa ngục mình sẽ để nó ở đâu đây? Hay để nó trước đây ta? Cũng hợp lý đó nha. Để mình để nó ở trước này đi. Rồi, xây như thế này. Tớ xây cao lên. Như thế này. Đó. Ôi chết, đặt sai rồi. What the hell, khỏi xong tôi rồi. Why? Rồi bây giờ mình phải đập cái cục này ra thôi. Ôi hơi xong rồi, phải có cái máy khoan mới đập được. Muốn đập cục này ra là phải cần hơi bị nhiều thời gian luôn đó nha. Vãi cái nồi. Day 2. Day 3. Day 4. Mệt quá anh em ơi, cuối cùng cũng đập xong rồi, vãi cái nồi thiệt. Cái cục này nè, mình đập mình phải tốn mấy bạn biết bao nhiêu phút không? 15 phút để đập xong cái cục này. Vãi cái nồi thiệt. Rồi ok, bây giờ mình nghĩ rằng là cái cổng địa ngục mình đã xây ra được cái khung bên ngoài nè. Bây giờ mình sẽ phải chờ đến buổi tối để mình chờ mấy con người lòng đất nó xuất hiện. Sau đó là mình sẽ đi giết bọn nó và mình sẽ đi kiếm gọi là mảnh vỡ lòng đất. Sau đó mình sẽ kết hợp lại thành khói gì ta? Khói dịch chuyển để chúng ta có thể làm được một cái gọi là cổng địa ngục nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ phải đợi trời tối đã. Trời cũng đã tối rồi các bạn ơi. Bây giờ trời tối mình phải đi giết mấy con người lòng đất. Mấy bạn thấy bên kia có gì không? Một con người lòng đất. Đây rồi, thấy rồi. Nhưng khoan đã, từ từ. Bây giờ mình phải chế tạo cho mình đuốc đã. Để mình đi mình giết bọn nó, mình sẽ phải cần có đuốc để thắp sáng lên cho mình dễ đánh nhau. Rồi 40 cây luôn. Rồi hợp lý. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cây đuốc trên tay, cầm trên tay như thế này. Rồi ok. Rồi, con người lòng đất đầu tiên mình đã phát hiện ra nó rồi đây anh em ơi. Hello người lòng đất. Giờ mình sẽ giết nó. Mày hả mày? Lại đây mày. Lại đây. Ui, hai con luôn. Ui. Ui, con này nó biết dịch chuyển anh em ơi, cho nên là mình phải đánh nó thật là mạnh, hiểu không? Đánh thật là nhanh. Ui, mày vô đây, hai con cùng lúc luôn, tao chấp hết. Mấy con này nó toàn xuất hiện này sau lưng thôi, mấy bạn thấy nó dịch chuyển cái là mấy bạn quay ra sau lưng liền, mà nó toàn đứng sau lưng mấy bạn thôi. Đó thấy không? Mày lại đây, đó thấy không? Nó dịch chuyển toàn dịch chuyển ra sau lưng thôi mà. Đậu phộng mày. Rồi bây giờ mình đã có được hai mảnh vỡ lòng đất, hợp lý quá. Đi kiếm tiếp. Ở bên kia có con nữa kìa. Buổi tối là thường là ở mấy cái đồng bằng này xuất hiện rất là nhiều mấy con người lòng đất này các bạn ạ. Tại đây. Buổi tối thì bọn nó xuất hiện rất là nhiều ở trên những cái đồng bằng, chứ trong rừng thì ít lắm. Ây da. Mày hả? Vào đây. Nó mà dịch chuyển cái mấy bạn quay ra sau lưng liền, thấy không? Nè các bạn coi nè. Ở đâu rồi? Đó, nghe tiếng dịch chuyển mấy bạn quay sau lưng liền. Đó thấy không? Đậu phộng mày. Rồi qua đây. Ui, bên đây có hai con nữa nè. Rồi để mình qua mình giết con bên đây trước. Hello cu. Để nào. Ơi chạy đâu vậy? Thắp sáng lên rồi chạy đâu vậy? Lại đây mày. Ây da. Đánh sau lưng hả? Mấy con này thường là mấy con này mình sẽ đặt tên cho nó là tiểu nhân mấy bạn ơi. Tàn chơi đánh lén không? Ui. Con lao nữa. Đánh nhau với con người lòng đất đã mệt rồi, con lao còn nhào vô nữa. Mày hả mày? Ok, ba mảnh. Rồi con bên đây qua đây luôn. Con bên đây nhào vô luôn mày. Mày hả? Ui. Mày hả? Còn pho nó phóng lao mày nữa kìa. Ui. Đâu rồi? Mày hả? Nhờ đây. Cái con phóng lao này.
Mày hả mày? Đậu phộng mày, tao đang quýnh nhau với con người lòng đất mà cứ nhào cho mày phóng lao hoài. Mày hả mày? Rồi, 4 cái chúng ta sẽ chế được một cái khối gọi là khối đá dịch chuyển nè. Đó, 4 cái là chế được một cái khối đá dịch chuyển này rồi. Hợp lý không? Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm thêm mấy con người lòng đất để mình giết bọn nó, mình chế thêm mấy cái khối dịch chuyển này nữa nha. Rồi đem khối này về. Rồi ok, sau khi một thời gian tìm kiếm thì mình cũng đã kiếm được thêm 26 mảnh lòng đất nữa nè. Mình mới vừa bắt con gà mình cưỡi để mình chạy cho nó nhanh á. Tính ra là trong thế giới này có mấy con gà này cũng tiện phết. Mình lấy nó để mình cưỡi, mình thay cho thú cưỡi cũng được. Rồi, bây giờ mình sẽ chế mảnh lòng đất nè. Rồi, chế được thêm 6 cái nữa là chúng ta sẽ được 7 cái. 7 cái đủ chế cộng địa ngục cho ta. Hình như là 6 cái là đủ rồi thì phải. Rồi, qua đây nào. Ok, đặt nơi ở trong đây. Đó. Rồi, chuẩn bị cổng địa ngục xuất hiện. Ta đã. Đó, hợp lý chưa? Rồi, và bây giờ mình đã có được cổng địa ngục rồi đó bạn ơi, quá hợp lý luôn. Bây giờ qua địa ngục và giết rồng thế nào? À khoan, mình mang theo ít thức ăn đã. Qua đó thế nào cũng sẽ gặp quái rất là nhiều cho nên cần phải có thức ăn. Mình sẽ lấy thêm 64 khối bí ngô nữa đi. Rồi, vậy là có thêm bí ngô để nên mang qua đó ăn rồi. Đi thôi, let's go. À, chúng ta đã đến được thế giới gọi là địa ngục rồi đây. Bây giờ thì cách kiếm rồng đơn giản nhất đó chính là các bạn nhìn ở trên bản đồ kìa, các bạn sẽ thấy được có một cái chữ là chữ boss, hiểu không? Bây giờ các bạn chỉ cần đi theo cái chữ này, đi thẳng về hướng cái chữ này thì các bạn sẽ gặp được con rồng, rất là đơn giản thôi. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm con rồng nhé. Đào cái đường này thẳng đến cái chữ boss là chúng ta sẽ tìm được con rồng. Các bạn ơi, mình thấy rằng là có lẽ chúng ta đang dần dần gọi là gần con rồng hơn rồi đấy. Ôi, mình bắt đầu gọi là cảm nhận được con rồng nó đang ở gần đây rồi nha. Đúng luôn rồi, các bạn ơi nhìn kia. Các bạn thấy con rồng không? Hợp lý quá. Rồi bây giờ mình như làm cách nào đi xuống đây ta? Bây giờ mà nhảy xuống dưới là chết luôn á. Không sao sao, mình còn một sao để hồi sinh mà. Nhảy xuống luôn. Ok rồi, hồi sinh lại. Mày quá, mình vẫn còn sao hồi sinh mà. Không sao sao, rồi con rồng. Mình thấy con rồng rồi. Ui, nó bắt đầu tấn công chúng ta rồi các bạn ơi. Xong tôi rồi. Làm lại đây mày. Ê, mày hả rồng? Mày. Con rồng này là rồng một cho nên nó khá là ít máu. Bắn nó được không? Rồi được nè. Rồi, Vô đây. Lại đây rồng. Hình như con... Ủa sao con rồng này nó lại không tấn công chúng ta ta? Mày hả rồng? Ui, bây giờ nó mới tấn công nè. Oh my god, nó phun lửa các bạn ơi. Wow. Ui, nó phun lửa. Nó phun lửa. Ui, chạy. Phải chạy xa ra để né cục lửa của nó. Nó phun nữa kìa. Né ra. Ui. Mày hả rồng? Mày hãy đỡ mũi tên của tao. Ui. Ây da. Ui, chết queo luôn. Không sao sao, mình còn sao để hồi sinh mà. Mình vẫn còn rất là nhiều tiền để hồi sinh mà. Mày cứ tha hồ mà bắn tao đi. Tao sẽ gọi là còn sao để tao hồi sinh mà. Tao lo gì mày. Nhảy ra mày. Con rồng này mình thấy nó khá là dễ giết anh em ơi. Nó không khó như là con rồng trong Minecraft. Con rồng này khá là dễ giết à, chỉ cần giết hay nó bắn cung nó là nó tự động chết à. Chứ nó không có hồi máu được. Mày. Nó cứ giết chết mình là nó hồi máu hay sao ta? Mày quýt ra. Cắm lại gần tao. Không được lại gần tao. Tránh ra. Ây da. Trời ơi mày quá. Xé nữa tung mình rồi. Mày hết không? Rồi nó bắt đầu phun lửa nó kìa. Chạy. Ây da. Trời ơi nó phun lửa bạn ơi. Con này khỏe lắm đấy. Đùa. Nó phun lửa là mạnh thôi chứ máu của nó yếu xìu à. Ê, chạy kịp rồi. Mày hết không? Cứ phun lửa đi cu. Tao né thôi có gì đâu. Ủa sao bắn hoài không trúng à? Ồ. Mày này. Phun lửa nữa kìa. Ấy à, rồi xong chết luôn. Phải cái nồi thiệt. Ôi giời ơi, nó lại phun nữa rồi, con quỷ này. Bây giờ từ nãy giờ là mình xây một cái chỗ để mình leo mình đánh nó nhưng mà đánh không được các bạn ạ, cho nên mình phải tiếp tục dùng cung thôi. Dùng cung vẫn là nhanh hơn. Mày. Ui, phóng. Mày hả rồng? Ui. Mày sắp chết rồi con ạ. À. Mày sắp chết cho tao rồi con ạ. À. Nó gần hết máu các bạn ơi. Ok, không sao sao, mình có xây cái chỗ để mình leo lên rồi, bây giờ mình chỉ cần leo lên nó chỉ cần chạy lại gần mình cái là mình bắn nó là chết chắc. Rồi nó lại kìa. Mày. Ây da, ơi. Chết rồi. Đâu rồi. Ôi nó chạy đâu rồi? Nó lại chui xuống dưới đất nó chui xuống dưới đất nó trốn đó các bạn ơi. Con này nó có tiệt chiêu là nó chui xuống dưới đất nè. Mày. Ôi đâu rồi? Nó lại chui xuống đất nữa rồi. Còn có miếng máu á, chui xuống đất hoài, con này khôn thiệt. Ôi nó kìa. Mày. Còn miếng máu thôi. Chết đi. Ôi trời, còn có miếng máu à. Quay lại đây mày. Mày còn có một miếng máu thôi mày. Chết mày với tao rồi. Nó chết rồi bạn ơi.
siêu sĩ gia phong cận. Ồ, trời ơi, quá trời kinh nghiệm luôn. Mày chết mày tao con ạ. Con rồng này, mày tuổi gì mày đã thắng anh. Trời ơi. Rồi, để mình lên coi, hình như là nó sẽ cho mình cái trứng rồng. Trứng rồng nè bạn ơi, xịn chưa, xịn chưa. Ui, xịn phải nồi. Còn cái bình này nè, cái bình này bên trong là chứa rất là nhiều đồ quý luôn nè. Ok, để mình đập cái bình này ra. Đập ra, được gì không? Đó, thấy không? Mày được yên cưỡi nè, được vàng, được kim cương. Với lại thứ quan trọng nhất trong đây chính là một cái bảng. Người ta gọi cái bảng này là cái bảng để học kinh nghiệm nè bạn. Đó. Rồi, cái bảng này nó đã cho mình hướng dẫn cho mình cách để có thể chế tạo được tên lửa. Chỉ cần gọi là có cái bảng đó, chúng ta sẽ chế tạo được tên lửa. Và mai chúng ta sẽ lên trên mặt trăng để giết cái con quái vật trên mặt trăng luôn. Đó, mình đã học xong cái chế tạo tên lửa rồi. Và mình được một cái đầu của con rồng nữa nè. À, xịn chưa? Cái này là đầu rồng á bạn ơi. Cái này là đầu rồng á bạn ơi. Cái này mà đem về trang trí thì siêu đẹp luôn. Cái trứng này mình dùng bằng cúp này đập được không? Rồi, cái trứng này mình đập bằng máy khoan mới được, chứ cái cúp là không đập được rồi. Nhưng mà không sao, nói chung là mình cũng đã giết được con rồng rồi. Thì ok các bạn ơi, trong tập này chúng ta đã làm được gì nào? Thì mình đã có thể giết được con rồng. Và sau đó mình đã có được trứng rồng và có được một cái bảng gọi là thiết kế để có thể thiết kế được cái tên lửa bay lên mặt trăng rồi. Thì nói chung là mình đã giết được con rồng rồi đó. Trong tập này là mình kiếm được khá là nhiều kinh nghiệm rồi. Ok, và nếu như những tập sau anh em muốn mình làm gì tiếp theo thì đừng quên là bình luận ở trên mình biết nha. Và mình nghĩ là video đến đây cũng đã dài rồi. Thì nếu anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe hỗ trợ kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Team Hero đó nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.